chị nó mới em không thở nổi. Trời ơi, ở đó lặng sướng quá à. Em ước khi em ở đó. Trời ơi, thế Sammy còn chịu không nổi, không phải muốn nhảy vô trong cái giường lạnh của Sammy nữa kìa. Ủa, Lily, nhà mình có kìa mà. Thì thôi chị. Mình còn có một cây à? Không sao, mình ăn chung được mà. Mình ăn chung với nhau mà. À, ok. Mình ăn chung nha. Chọn cái kia mà nhìn ngon quá à. Dạ chị. Trời ơi, gì nhìn thảm như vậy hả? Chị em ăn chung một cái kem luôn á hả? Dạ, chị trời ơi, nên nóng dễ mang luôn á. Trời ơi, coi Lily, cái đó cái kem mình ăn chung mà. Xin lỗi chị, em thêm ăn kem quá đi. Chị hết nổi. Trời ơi, đâu còn quá. Trời ơi, mình hết ăn kem luôn rồi á hả? Ê, khoan khoan, mình đi mua kem đi. Mình mua kem, mình chất đầy tủ lạnh luôn. Dạ, chị, được cái gì? Ủa, không có kem. Ủa, gì kỳ vậy ta? Ê, ủa chị ơi, mình còn kem không chị? Ờ, dạ xin lỗi, hôm nay mình bán kem đắt quá, hết hàng sáng nay rồi. Trời ơi, hôm nay sao mà nó nóng dữ vậy trời. Mình phải đi kiếm kem nhanh mới được. Trời, không biết ở đâu bán kem luôn á. Trời, trời tiết nóng quá, chịu không nổi luôn á. Em cũng muốn chết luôn. Ê, nhìn kia, có ba bán kem. À, các cháu phải xếp hàng nha. Đứng ở dưới hàng hơi dài nhưng không sao đâu. À, dạ, dạ cho cháu xếp hàng đây ạ. Yay, mình sắp có kem ăn rồi. Người đã tới mình rồi. Ba ơi, cháu muốn 4 viên kem. Đây, của cháu đây nha. Cảm ơn bà. Xin lỗi các cháu nha, hôm nay nhiều người mua quá, bà hết kem rồi. Mai bác cháu quay lại nha. Nhưng mà bây giờ tụi cháu đứng đi xếp hàng chờ lâu quá vậy, bà không công bằng nhá. Bà xin lỗi, bà không biết là nó nhiều người như thế như vậy. Thôi đây 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 đây. Đây. Đây đây, lấy nha. Xin lỗi các cháu nhiều nha, ngày mai nhớ quay lại nha. Bà cho cháu ăn kem xả đáng luôn. Được không? Vậy nha. Trời đất ơi. Trời ơi, là mình chờ xếp hàng muốn chết luôn mà không được kem gì hết. Thiệt luôn á, cái gì mà xui dữ vậy. Em nóng quá, sắp xỉu luôn rồi. Không biết cái chỗ nào bán kem nữa không nữa. Không có chỗ nào hết. Ê, mọi người nghe kìa. Cái này là chợ nè. Ê, mình đi vô mình hỏi thử coi. Trời ơi, đây bán trái cây đồ mà. Chắc chị nghĩ không có đâu. Thôi mình đi về đi, mình đặt online đại luôn đi. Nhưng mà lỡ có thì sao, có mình ăn luôn. Thử đi chị. Đúng rồi á chị. Hay gọi ca thử nha. Chú ơi. Xin chào, chào mừng tới chợ organic của chú. Chú bán từng đồ organic không, từ rau củ, từ thịt cá, mọi thứ ok hết. Cháu muốn gì nè? Chú gấp ba, kem tươi không, con muốn ăn kem. Hả? Kem tươi hả? Ồ, chắc chú không có rồi. Thấy chưa, chị nói với tụi em rồi mà. À dạ, vậy cảm ơn chú, vậy thôi tụi con đi nha. Dạ không có gì đâu ạ. Ê, khoan đã. Ủa, dạ, cái gì vậy chú? Kem tươi thì chắc chú không có. Nhưng mà để chú coi coi chú có kem gì với tụi con không nha. Đợi chờ 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 chút. Tinh tinh. Vậy thì mấy cái bịch này đi ra kem bịch nè. Dạ được được được. Trời hay quá, vậy cô tụi con lấy. Em thấy cái kem này nhất luôn, ngon quá. Thiệt luôn, bây giờ mình có quá trời kem luôn. Ê, chị có ý tưởng này nè mọi người. Hay là mình giúp đỡ mọi người khác nắm được mùa hè này mình bán kem đi. Hay đó chị.